Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Các chuyên gia về nước phân tích một số nguyên nhân gây ra lũ lụt trầm trọng ở Hà Nam. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở Hà Nam khiến Trịnh Châu và các khu vực khác lần lượt bị ngập lụt, các quận và huyện đều bị ngập. Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước ở Trung Quốc sống ở Đức, tin rằng việc xả lũ thường được thực hiện ở những nơi xa xôi hẻo lánh, vì vậy có nhiều lý do dẫn đến thảm họa lũ lụt ở Trịnh Châu. Theo Wang Weilu, Hà Nam thuộc bốn lưu vực sông lớn ở Trung Quốc, giống như lũ lụt ở Tân Hương và Jiaoyu, nó chảy vào sông Hải Hà, lũ lụt ở thượng lưu và Lạc Dương đổ vào sông Hoàng Hà, lũ lụt ở Trịnh Châu đổ vào sông Hoài, lũ lụt ở Nam Giang đổ vào sông Dương Tử. Vì vậy, ở một số mức độ nào đó, nó đã làm dịu cơn lũ ở Hà Nam này vì nó đang xả lũ ra các con sông khác nhau. Nhưng nhìn chung, đối với trận lũ lớn năm nay, bản thân chính quyền địa phương cũng không chuẩn bị tốt, ông nói. Vào tháng 7, hồ chứa Trang Giang đã trải qua 13 lần dâng úng và xả lũ khẩn cấp. Wang Weilu tin rằng hồ chứa Trang Giang và tất cả các hồ chứa ở thượng nguồn của 7 con sông đi qua thành phố Trịnh Châu xả lũ cùng một lúc, khiến dòng chảy qua trung tâm thành phố vượt xa khả năng đi qua của sông Yalu, nguyên nhân chính gây ra lũ lụt ở Trịnh Châu. Ông cho rằng tình hình chung là tìm những vùng đất thông thoáng ở hạ lưu, những nơi xả lũ tương đối lớn sẽ không bao giờ xả lũ ở một số khu vực nào đó của thành phố, mà sẽ tìm đến những nơi nghèo nhất, xa nhất, yếu nhất. Lũ lụt ở Trịnh Châu là do một số hồ chứa và hệ thống nước của nó không được quy hoạch tốt. Trong 5 năm qua, Trịnh Châu đã đầu tư 50 tỷ nhân dân tệ để xây dựng dự án thành phố bọt biển nhằm giải quyết các vấn đề như ngập úng đô thị. Wang Weilu nói, Trịnh Châu dẫn các con sông cùng một số hồ chứa đến giữa thành phố và sử dụng chúng làm nhà nhìn ra mặt nước. Bởi vì bất động sản nhà nhìn ra mặt nước ở Trung Quốc rất đắt đỏ. Càng kéo dài sông thì người bên cạnh tất cả sẽ đổ về Trịnh Châu. Nếu bên trên có hơn chục hồ chứa nước cùng xả lũ nước thì Trịnh Châu cũng không chịu nổi lượng nước lớn như vậy nên đã tràn vào. Trả lời về trận lũ lụt mà các nhà chức trách cho là hiếm có trong nghìn năm qua, ông nhấn mạnh trận lũ lụt ở Trịnh Châu lần này là do xả lũ. Ở Trịnh Châu, bờ sông được làm bằng xi măng. Đây là một bờ sông tương đối đẹp, khó vỡ bờ nên nổi lên rồi vượt qua bờ. Khi đi đường thì ngập lụt. Chỉ sau khi đến nông thôn, hai bên bờ sông sẽ bị vỡ lở gây ngập lụt các khu dân cư và đất ruộng ở nông thôn. Cái gọi là mưa lớn ngàn năm có một lần thực ra là thời gian rất ngắn để người ta nhớ lại. Người ta quên đi nhiều thứ rất nhanh, giống như cách mạng văn hóa đi qua, người ta đã quên mất, ông nói. Việc xả lũ tập trung là trầm trọng thêm thảm họa ở hạ lưu. Thảm họa lũ lụt ở Hà Nam cũng khiến người ta suy ngẫm rằng trong lịch sử, đều kiểm soát nước bằng cách chuyển hướng dòng sông, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát nước bằng các con đập ngăn chặn chủ yếu. Trong thảm họa lũ lụt ở Hà Nam do mưa lớn liên tục, nhiều hồ chứa lớn và vừa đã được cảnh báo và vượt mức nước giới hạn lũ. Sau khi lũ lụt ở Trịnh Châu rút đi vài ngày trước, lũ lụt ở Tân Hương, Jiaoyu và những nơi khác trên bờ bắc sông Hoàng Hà, khi các khu vực phân lũ tăng vọt và gần như toàn bộ thành phố bị nhấn chìm ở Weihui, Yushan và những nơi khác. Theo tin tức do Cục Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam công bố, vào lúc 8 giờ ngày hôm qua, 76 hồ chứa lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức nước giới hạn lũ lụt. Các hồ chứa lớn và vừa khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam xả lũ. Và ngày hôm nay, số lượng hồ chứa lớn và vừa vượt qua giới hạn mùa lũ ở Hà Nam đã giảm xuống còn 35 và 9 khu vực chứa và ngăn lũ đã được kích hoạt trên hệ thống sông Weihui để ngăn lũ. Wang Weilu chỉ ra rằng Trung Quốc từng là một quốc gia có nền văn minh sông nước và một quốc gia nông nghiệp dựa vào thủy lợi. Chẳng hạn, người xưa của Trung Quốc luôn sống bên bờ sông Hoàng Hà, nên đất nước Trung Hoa được mở rộng ra. Dân tộc Trung Hoa cũng gọi là sông Hoàng Hà là sông mẹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không quản lý tốt sông Hoàng Hà, ông nói. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng một con đập trên sông Hoàng Hà, nó đã quản lý sông Hoàng Hà. Ông nói, ví dụ, đập Sam Mencia được xây dựng vào năm 1957 đã bị bỏ hoang sau một năm rưỡi xây dựng. Trên thực tế, đập này bị phá hủy chỉ là vì thể diện chưa bị ném bom, nên hiện tại cũng đang hại Trung Quốc, sau này sẽ mày mò biện pháp. Dự báo mưa bão chỉ chính xác 30%.
Điều này được hiểu rằng các quyết định ứng phó kiểm soát lũ lụt được thực hiện dựa trên các dự báo thời tiết. Tuy nhiên, China Business News dẫn lời một kỹ sư đại lục cho biết hiện tại độ chính xác trung bình của các dự báo mưa bão chỉ đạt khoảng 30%. Wang Weilu tin tưởng có thể đưa tin về dự báo thời tiết này, nhưng anh ấy có coi vấn đề này là một việc rất quan trọng không? Nếu anh ấy thực sự chú ý, độ chính xác của dự báo có thể được cải thiện một chút. Mưa lớn và nhiệt độ cao lần lượt đổ bộ vào nhiều nơi ở Trung Quốc, gặp phải thời tiết khắc nghiệt hiếm có. Kính thưa quý vị, nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt trong thời gian gần đây. Nhiều vùng của đất nước từ Nam đến Bắc đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong mưa bão dữ dội. Và một khu vực rộng lớn từ cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng đến đảo Hải Nam đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và sóng nhiệt. Các đợt nắng nóng đang ập đến Nhật Bản cùng lúc, trong khi thời tiết khắc nghiệt vẫn đang làm tê liệt nhiều nơi trên thế giới. Các nhà khoa học chỉ ra rằng sự xuất hiện của những thời tiết khắc nghiệt này một lần nữa cho thấy hậu quả của biến đổi khí hậu và những thảm họa do sự nóng lên của thế kỷ này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại tỉnh Sơn Đông của phía Trung Quốc và các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc, lượng mưa trong tháng 7 đạt cao mức kỷ lục, trong khi lượng mưa trung bình trên toàn quốc cũng đạt 111,1mm, tăng 9,1% so với tháng 7 năm ngoái. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong tháng 7 là 21,3 độ C, cao hơn 0,9 độ C so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất kể từ năm 1961. Dự báo thời tiết trung hạn đến dài hạn của Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho thấy thời tiết cực đoan sẽ không chậm lại trong ngắn hạn. Thời tiết nhiệt độ cao sẽ tiếp tục trong suốt tháng 7 và lượng mưa sẽ không giảm. Hãng tin AP dẫn dữ liệu từ Massimiliano Herrera, một cơ quan theo dõi kỷ lục thời tiết khắc nghiệt toàn cầu, và chỉ ra rằng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, nhiệt độ cao ghi nhận được ở thành phố Xuchang vào ngày hôm qua là 42,1 độ C, trong khi thành phố Denfeng ghi nhận nhiệt độ cao là 42,1 độ C vào cùng ngày. Nhiệt độ cao ghi nhận được ở thành phố ngày qua đó là 41,6 độ C và nhiệt độ cao ở cả hai nơi ngày hôm qua đã phá vỡ kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận. Ngoài các đợt thời tiết khắc nghiệt như bão dữ dội, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng, nhiều vùng của Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh thành phố phía Nam đã bước vào mùa lũ. Thiên tai lũ lụt đã đe dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người. Cơn bão đầu tiên của năm nay Simba đã đổ bộ vào thành phố Mao Minh, tỉnh Quảng Đông hôm thứ Bảy, khiến dây neo bị đứt và dây neo trượt trên một chiếc thuyền gondola nổi Fujin 001 đang trú ẩn ở vùng biển gần Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, ngoại trừ 4 thủy thủ đoàn. Ngoài những người được cứu, 26 thuyền viên khác bị rơi xuống nước đã mất tích hoặc thiệt mạng. Theo dự báo thời tiết trung hạn và dài hạn của Tổng cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 15 ngày tới, ở phía Bắc, Đông Nam, Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Nam Trung Quốc, Tây Lưu vực Tứ Xuyên, phía Tây và Nam Vân Nam, lượng mưa ở một số khu vực sẽ đạt 90-150mm, tại các khu vực cục bộ hơn 200mm. Dự báo thời tiết cũng chỉ ra rằng, đồng thời, ở các lưu vực trung tâm và nam lưu vực Tân Cương, Tây Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Nam Thiểm Tây, Nam Hà Bắc, Hà Nam và các khu vực khác sẽ có thời tiết nhiệt độ cao từ 4-6 ngày. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ C và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở một số khu vực có nơi lên đến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngoài ra, từ thứ Sáu tuần này, Giang Hoài, Giang Sơn, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác sẽ trải qua thời tiết nhiệt độ cao dai dẳng với nhiệt độ tối đa trong ngày thường dao động từ 35 đến 38 độ C. Nhật Bản, quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc, cũng đang hứng chịu nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cho người dân nước này rằng thời tiết nắng nóng đã làm gia tăng việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và cũng gây thêm áp lực cho lưới điện quốc gia. Chính phủ yêu cầu công chúng quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng. Các quan chức Nhật Bản cũng thông báo rằng mưa mùa hè thường kéo dài đến hết tháng 7 đã kết thúc và đầu mùa mưa năm nay sớm nhất được ghi nhận kể từ năm 1951. Hai thành phố của Nhật Bản, Tokamachi và Tusan, đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Sáu, trong khi nhiều thành phố khác phá kỷ lục trong tháng. Theo hãng tin AP, nhiều khu vực ở Bắc Bán Cầu đã trải qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong năm nay, bao gồm Bắc Cực của Nga, Bình Thường Lạnh và miền Nam Hoa Kỳ nóng ẩm truyền thống. Tại Hoa Kỳ, cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa 30 triệu người vào cảnh báo nhiệt khi đợt nắng kỷ lục đạt được. Sóng nhiệt không chỉ gây ra những nguy cơ sức khỏe đặc biệt cho những người không có điều hòa nhiệt độ hoặc phải làm việc bên ngoài, mà còn có thể gây ra tranh cãi về bất bình đẳng giàu nghèo. Động đất ở Luzon, Philippines,
Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS chỉ ra rằng vào lúc 8 giờ 43 phút sáng theo giờ địa phương ngày hôm nay, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã tấn công hòn đảo dân cư thưa thớt ở Luzon, tỉnh Abra, miền Bắc Philippines ở độ sâu chỉ 10 km. Theo Bộ Nội vụ Philippines, trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Benjamin Abalos cho biết 3 người đã thiệt mạng ở các tỉnh Bangkek và Abra và một người khác bị giết ở tỉnh khác. Ở tỉnh Abra, bị ảnh hưởng nặng nề, một người đàn ông 25 tuổi đã thiệt mạng do các mảnh vỡ rơi xuống và một phụ nữ 23 tuổi bị đè chết bởi một bức tường sập. Ít nhất 62 người bị thương trên toàn tỉnh. Cảnh sát cho biết, một công nhân xây dựng 25 tuổi ở tỉnh Bangkek bị tòa nhà 3 tầng trên công trường đè chết. 7 công nhân khác kịp thời thoát ra ngoài mà không bị thương. Trận động đất xảy ra ở vùng núi của tỉnh Abra, nơi xảy ra lở đất và đường xá bị phong tỏa. Một bệnh viện và một số tòa nhà bị hư hỏng nặng, bệnh viện bị sập một phần, bệnh nhân phải sơ tán, điện bị cắt trên địa bàn tỉnh. Trận động đất mạnh cũng khiến khu vực Metro Manila rung chuyển dữ dội. Các quan chức cho biết một bệnh viện ở tỉnh Abra đã được sơ tán sau khi một số phần của tòa nhà bị sập, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. John Brennop, phó thống đốc tỉnh Abra đã đăng lên Facebook những hình ảnh về tình trạng hư hại của bệnh viện, nơi một lỗ lớn đã bị khoét ở mặt nước của tòa nhà, dự kiến sẽ có dư chấn mạnh. Renato Solidum, giám đốc cơ quan địa chấn quốc gia Philippines, nói với DZAH. Trọng tâm ở tỉnh Abra và các tỉnh lân cận đó là một trận động đất lớn, ông nói và cho biết thêm rằng đã có những vụ lở đất ở các khu vực của Abra, đặc biệt là ở thị trấn Manabo. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.